Luật Ma Ha Tăng Kỳ Quyển thứ 20 Nói rõ phần chính của 92 Pháp Đơn Đề 73 Giới Nhận cúng dường quá giới hạn Khi Phật an trú tại thành xá vệ Nói rộng như trên Bây giờ cư sĩ Ma Ha Nam Thuộc chủng tộc Lê Sa định cung thỉnh chư tăng về cúng dường thuốc nhóm sáu tỳ kheo hay tin ma hà nam định cung thỉnh chư tăng về cúng dường thuốc nên muốn chọc phá để làm não loạn họ thế rồi sáng sớm nhóm sáu tỳ kheo khoác y vào xóm làng đến thẳng gia đình đó vái chào họ rồi hỏi rằng tôi nghe nhà đàn việt định mời chư tăng về nhà cúng dường thuốc có thật thế chăng có thật như vậy, nhưng tôn giả có cần thứ gì không? Cần thuốc. Thế thì cần loại thuốc gì? Cần chừng ấy sữa đông, chừng ấy dầu, chừng ấy mật, chừng ấy đường phèn, chừng ấy rễ thuốc, lá thuốc, hoa thuốc, trái thuốc, vân vân. Ngay hôm nay chưa đủ, đợi kiếm đủ còn sẽ cúng dường. Ông phải chuẩn bị thuốc đầy đủ rồi mới mời chư tăng chứ, cúng thuốc cho một tỳ kheo cũng như cung cấp cho một con voi lớn. Nay tôi chỉ xin thuốc cho một người mà còn không đủ huống chi nhiều người. Ông chỉ cầu mong được tiếng khen chứ không thật tâm cúng dường. Thưa tôn giả, dù cho kho của nhà vua cũng chưa đủ chừng ấy thuốc, huống gì nhà con, khi nào tìm đủ con sẽ đem cúng. Cúng dường hay không cúng mặc ý ông. Nói xong, nhóm sáu tỳ kheo liền bỏ đi người đàn việt sau đó tìm đủ các món thuốc liền đến bạch rằng các thứ thuốc mà trước đây các thầy xin nay con đã tìm đủ các thầy hãy đến lấy các tỳ kheo nghe xong liền cười nói rằng trước đây tôi chỉ nói chơi thôi chứ thật ra tôi không cần thuốc vì sao các thầy lại thử con như vậy những vật sở hữu trong nhà con đối với phật và các tỳ kheo con không tiếc thứ gì cả ông đàn việt nổi giận sao quả thật là nổi giận nếu ông tức giận thì tôi xin tạ lỗi con không nhận sự tạ lỗi thầy hãy đến phật mà sám hối tỳ kheo liền đến phật sám hối đức phật hỏi vì cớ gì mà sám hối họ bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên thế tôn phật khiển trách này kẻ ngu si gia đình hà Nam thuộc chủng tộc Lê Sa, đối với Phật và các tỳ kheo, họ không hề tiếc rẻ bất cứ một vật quý báu nào. Vì sao lại quấy nhiều ông ta? Từ nay về sau, ta cho phép khi thí chủ mời riêng bốn tháng thì được nhận, ngoại trừ họ mời lại và mời lâu dài. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành xá vệ phải tập hợp lại tất cả vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu thí chủ mời cúng dường riêng bốn tháng thì tỳ kheo được nhận. Nhưng nếu nhận hơn bốn tháng thì phạm tội ba dạ đề. Trừ trường hợp họ mời lại, mời lâu dài và mời tùy ý. Giải thích Bốn tháng hoặc bốn tháng mùa hạ, bốn tháng mùa đông hay bốn tháng mùa xuân. Mời riêng, mời đích danh cá nhân mình hơn hơn 4 tháng. Trừ trường hợp mời lại, Đức Thế Tôn nói không có tội nếu mình tiếp tục nhận cúng dường. Mời cúng dường lâu dài, Đàn việc mời cúng dường suốt đời. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu đàn việc nói với tỳ kheo, xin tôn giả nhận sự cúng dường của con trong bốn tháng hạ mà tỳ kheo nhận họ cúng dường cho đến quá ngày 16 tháng 8 thì phạm tội ba dạ đề. Nếu như họ mời vào mùa đông, mùa xuân thì cũng như vậy. Đàn việc mời các tỳ kheo không nhất định, hoặc bốn tháng, hoặc một tháng, nửa tháng. Nếu thời gian mời đã hết thì không được thọ nhận tiếp. Nếu đàn việc nói, tôn giả thường ở đây thì con sẽ cúng dường thực phẩm lâu dài mà tỳ kheo rời khỏi nơi đó một đêm thì không được nhận thức ăn trở lại nhưng nếu đàn việt nói vì sao tôn giả không đến nữa thì phải đáp trước đây ông nói rằng nếu tôi ở thường xuyên tại đây thì ông cúng dường thực phẩm nhưng tôi đã rời khỏi đây một đêm nên không đến nữa khi ấy nếu đàn việt nói rời khỏi hay không rời khỏi không thành vấn đề từ nay trở đi xin tôn giả cứ đến thì được phép tiếp tục nhận cúng dường không có tội. Nếu đàn Việt nói, xin tôn giả nhận sự cúng dường của con cho đến khi hết kho thóc này, thì khi nhận xong, tỳ kheo phải thường hỏi người giữ kho xem kho thóc đã hết chưa. Nếu họ bảo rằng đã hết, thì không được nhận cúng dường tiếp nữa. Nhưng nếu đàn Việt hỏi, vì sao tôn giả không đến nữa, thì hãy đáp, trước kia tôi chỉ nhận mời ăn hết kho thóc này Nay kho thóc đã hết nên tôi không đến nữa. Bây giờ nếu đàn Việt nói Tôi không chỉ nói một kho mà còn có nhiều kho khác. Vậy từ nay về sau xin tôn giả cứ đến thì tiếp tục nhận cúng dường nữa không có tội. Nếu đàn Việt mời cúng dường sữa đông, mía thì cũng như vậy. Nếu đàn Việt nói Xin tôn giả nhận con mời cúng dường cho đến hết sữa của con bò cái này thì sau khi nhận phải thỉnh thoảng hỏi xem sữa của con bò cái ấy đã hết chưa. Nếu họ bảo đã hết thì không được nhận cúng dường tiếp. Nếu họ hỏi vì sao tôn giả không đến nữa thì hãy đáp trước đây tôi chỉ nhận mời cúng dường cho đến hết sữa của con bò cái này nay sữa nó đã hết nên không đến nữa. Bây giờ nếu đàn Việt nói Tôi không phải chỉ có một con bò mà còn những con bò khác nữa, Vậy từ nay trở đi, tôn giả cứ đến, thì tiếp tục nhận cúng dường, không có tội. Nếu đàn Việt nói, xin tôn giả nhận sự cúng dường của con cho tới khi nào chàng rể của con còn ở tại đây, thì tỳ kheo nên nhận. Nhưng khi chàng rể ra đi thì không được nhận cúng dường tiếp. Nếu đàn Việt hỏi, vì sao tôn giả không đến nữa, thì hãy đáp. Trước kia, tôi chỉ nhận sự cúng dường trong bao lâu chàng rể còn ở tại đây Nay anh ta đã đi nên tôi không tới nữa. Bây giờ nếu họ nói, xin thầy nhận sự cúng dường của con trở lại, thì khi ấy nhận tiếp sự cúng dường không có tội. Nếu đàn Việt nói, xin tôn giả nhận bữa cơm trước giờ ăn của con, thì không được đòi bữa ăn sau. Nếu họ mời bữa ăn sau thì không được đòi bữa ăn trước. Nếu họ mời dùng nước uống phi thời thì không được đòi thuốc và các thứ khác nếu họ xin cúng dường dầu thoa chân thì không được đòi nước uống phi thời. Nếu họ xin cúng dường thuốc thì nên đòi thuốc. Nếu họ nói, con xin cúng dường y phục, ẩm thực, ngoạ cụ, thuốc men suốt đời cho tôn giả, thì bấy giờ được tùy ý đòi những thứ ấy không có tội. Thế nên nói, như trên. 74 Giới chống cự lại sự khuyên học. Khi Phật an trú tại nước Câu Diệm Di, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo nói với xỉn đà, trưởng lão phải học đừng phạm năm thiên tội. Nay tôi không nghe lời các ông, nếu tôi thấy những trưởng lão nào các căn tịch tịnh, nghe nhiều, giữ giới, hiểu sâu sắc, thì tôi sẽ chất vấn họ. Nếu họ có chỉ bảo điều gì, thì tôi sẽ chấp hành các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên thế tôn phật bảo gọi tỳ kheo xỉn đà đến khi thầy đến rồi phật liền hỏi các việc trên ông có nói như thế thật chăng bạch thế tôn có thật như vậy đó là việc xấu ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện khen ngợi đức tùy thuận chê trách sự trái nghịch hay sao vì sao ông lại bướng bỉnh tự thị đó là điều phi pháp phi luật trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại nước câu diệm di, phải tập hợp lại tất cả. Vì mười điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nào được các tỳ kheo khuyên bảo phải học, đừng phạm năm thiên tội mà đáp rằng Nay tôi không nghe lời các ông, nếu thấy có những trưởng lão nào các căn tịch tịnh nghe nhiều giữ giới hiểu biết sâu sắc thì tôi sẽ hỏi họ nếu họ có chỉ bảo điều gì thì tôi sẽ chấp hành thì phạm tội ba dạ đề vì tỳ kheo muốn được lợi ích trong chánh pháp thì phải học và phải hỏi hàng các tỳ kheo khác giải thích năm thiên tội một tội ba la di hai tăng già bà thi sa ba ba giả đề bốn ba la đề đề xá ni năm việc tỳ ni đừng phạm khuyên bảo học mười hai việc sau đây một bài tựa của giới kinh hai bốn ba la gì. ba mười ba tăng già bà thi sa bốn hai pháp bất định năm ba mươi ni tác kỳ ba dạ đề sáu chín mươi hai ba dạ đề bảy bốn ba la đề đề xá ni tám chúng học pháp chín bảy pháp diệt tránh mười pháp tùy thuận ở đây chỉ kể có mười thứ phải học chớ có phạm nếu khi được người khác khuyên như thế mà đáp rằng Tôi không nghe lời ông Nếu tôi thấy có trưởng lão nào Các căn tịch tịnh Nghe nhiều, giữ giới, hiểu biết sâu sắc Thì tôi sẽ hỏi hàng Nếu vị ấy có chỉ bảo điều gì Thì tôi sẽ chấp hành Thì phạm tội ba dạ đề Nếu khi có người khác khuyên Trưởng lão trong năm thiên tội Ba la di Tăng già dạ, bà thi sa Ba dạ đề Ba la đề đề xá ni Việc tỳ ni Trưởng lão phải học Chớ có phạm mà đáp Tôi không nghe lời ông Nếu tôi thấy có trưởng lão nào Các căn tịch tịnh Nghe nhiều, giữ giới, hiểu biết sâu rộng Thì tôi sẽ hỏi hàng vị ấy Và khi vị ấy có chỉ bảo điều gì Thì tôi sẽ tuân hành Thì phạm tội ba dạ đề Hoặc khi có người khuyên Nên học bốn chúng Thiên tội, ba chúng tội Hai chúng tội, một chúng tội Bốn ba la gì Chớ có phạm mà đáp tôi không nghe lời ông. Nếu tôi thấy các trưởng lão nào các căn tịch tịnh, nghe nhiều, giữ giới, hiểu biết sâu rộng, thì tôi sẽ hỏi han vị ấy. Và khi vị ấy có chỉ bảo điều gì, thì tôi sẽ chấp hành. Thì phạm tội ba dạ đề. Nếu có người khuyên, trưởng lão trong sáu pháp tác giả là yết mà chiết phục, yết mà không nói chuyện, yết mà khù xuất, yết mà phát hỷ, yết ma cử tội yết ma biệt trú trưởng lão nên học chớ có phạm mà đáp tôi không nghe lời ông nếu tôi thấy có trưởng lão nào các căn tịch tịnh nghe nhiều giữ giới hiểu biết sâu rộng thì tôi sẽ hỏi hàng vị ấy và khi vị ấy có chỉ bảo điều gì thì tôi sẽ tuân hành thì phạm tội ba dạ đề nếu có người khuyên trưởng lão trong sáu pháp tác xả yết ma tăng đã làm pháp yết ma chiết phục đối với trưởng lão vậy trưởng lão nên tỏ ra phục tùng mềm mỏng bỏ tính bướng bỉnh cho đến pháp yết ma biệt trú cũng như vậy trưởng lão phải học chớ có phạm mà đáp tôi không nghe lời ông nếu tôi thấy có trưởng lão nào các căn tịch tình nghe nhiều giữ giới hiểu biết sâu rộng thì tôi sẽ hỏi vị ấy và khi vị ấy có chỉ bảo điều gì thì tôi sẽ tuân hành thì phạm ba dạ đề Nếu có người khuyên Trưởng lão phải học, hiền thiện, giữ giới, đọc tụng kinh pháp Thì sẽ được đạo quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán Thì không được đáp theo lỗi thông thường rằng Tôi sẽ học mà nên đáp Tôi vì lẽ đó nên mới xuất gia Thế nên nói như trên 75 Giới uống các thứ rượu Khi Phật an trú tại câu Diệm Di, nói rộng như trên, bấy giờ tại câu Diệm Di có con rồng dữ tên là Am Bà La, có thể làm cho trời hạn không mưa, khiến lúa thóc thất thu, nhân dân đói khổ, chịu đủ thứ tai ương. Lúc ấy, tôn giả Thiện Lai bèn đến đó hàng phục con rồng dữ, như trong Kinh Thiện Lai Tỳ Kheo đã nói rõ. Khi đã hàng phục được con rồng dữ thì đất nước trở lại phong thịnh, nhân dân cảm ơn đức của thầy nên muốn báo đáp. Bấy giờ, có 500 nhà hào phú vì tỳ kheo Thiện Lai mà thiết lập chỗ cúng dường thường xuyên, treo cờ xí, đặt giường ghế, mời chư tăng cúng dường và mời riêng tỳ kheo Thiện Lai về nhà cúng dường các thứ mỹ thực. Lúc ấy, có một nhà kia sau khi cúng dường thức ăn bèn đem rượu có màu sắc như nước lã ra cúng dường thiện lai. Nhân khát nước nên thầy uống thứ rượu đó, rồi trở về tinh xá. Bấy giờ, nhằm ngày đại hội, Thế Tôn đang thuyết pháp thì thiện lai bị hơi mèn chánh choáng, hồn mê nằm gian chân sóng xoải trên đất, trước mặt Thế Tôn. Phật biết nhưng vẫn hỏi các tỳ kheo. Tỳ kheo nào mà nằm gian chân trước mặt như lai như thế? Bạch Thế Tôn vì tỳ kheo thiện lai uống quá nhiều rượu nên bị say nằm như thế đó tỳ kheo thiện lai này trước đây có bao giờ ngủ ban ngày không thưa không bạch thế tôn tỳ kheo thiện lai khi chưa say rượu có bao giờ nằm xoải chân trước mặt phật không thưa không bạch thế tôn khi uống nhiều rượu mà muốn đừng say có được không thưa không bạch thế tôn Giả sử tỳ kheo thiện lai không uống rượu thì khi nghe pháp vi diệu bất tử, có muốn bị mất lợi ích, không chịu nghe pháp không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Tỳ kheo thiện lai này vốn từng hàng phục đồng dữ, nay có thể hàng phục nổi con ẩn ương không? Thưa không thể hàng phục, Bạch Thế Tôn. Giá mà rồng am bà la nghe được chuyện này, ác sẽ không vui. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo uống rượu. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành xá về, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả Na Di Sĩ -sí, uống rượu đường phèn quá nhiều rồi trở về tinh xá, thì gặp lúc đại hội. Thế tôn đang thuyết pháp, nhưng vì bị hơi men chến choáng, nên Na Di Sí hùng mê bất tỉnh, nằm gian chân sóng xoải trước Thế tôn. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo. Tỳ kheo nào mà nằm xoải chân trước mặt như lai như vậy? Bạch Thế Tôn đó là tỳ kheo Na Di Sĩ vì uống quá nhiều rượu đường phèn nên nằm say khước như thế đó. Tỳ kheo Na Di Sĩ trước đây có bao giờ nằm ngủ ban ngày không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Tỳ kheo Na Di Sĩ trước khi say rượu có từng nằm xoải chân trước Phật không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Nếu uống nhiều rượu mà muốn cho không say có được không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Nếu tỳ kheo na di sĩ không uống rượu thì khi nghe pháp vi diệu bất tử có thể để mất cơ hội lợi ích được nghe pháp không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Từ nay về sau ta không cho phép các tỳ kheo uống rượu đường phèn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành xá vệ phải tập hợp lại tất cả vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại nếu tỳ kheo uống rượu đường phèn thì phạm tội ba dạ giả đề giải thích rượu gồm có mười loại là hòa điềm thành động tạc tí hoàng tiết điến thanh một hòa dùng cơm tấm bún nát trộn với nước rồi đựng vào trong thạp thì dù một giọt nhỏ như đầu ngọn cỏ hay đầu sợi tóc cũng không được thấm vào miệng uống gì dùng ly để uống nếu uống thì phạm tội ba dạ đề đó gọi là hòa hai điềm gây rượu vừa biến thành vị ngọt rồi uống thì phạm tội ba dạ đề đó gọi là điềm ba thành khi chất rượu đã thành khí vị mà uống thì phạm tội ba dạ đề đó gọi là thành Bốn, động. Khi hơi nồng của rượu đã biến hoại mà uống thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là động. năm Tạc Vì rượu đã biến hoại trở thành chua mà đem uống thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là tạc. 6. Tí Đem tấm lụa trắng giặt sạch rồi ngâm vào trong rượu, thỉnh thoảng lấy ra phơi nắng, rồi ngâm trở lại Dành khi đi đến những nơi hoang dã, đem vắt lấy nước mà uống, thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là tí. Bảy, hoàng. Rượu thành màu vàng trong, chưa biến thành xanh, đem uống, thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là hoàng. Tám, tiết, bả rượu. Trong nguyên bản không giải thích. Chín, điến. Cặn đục dưới đáy thùng rượu nếu uống thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là điếm. 10. Thanh Rượu ở trên mặt thùng có màu trong xanh, trông như dầu, thì dù một giọt nhỏ như đầu ngọn cỏ hay đầu sợi tóc cũng không được thấm vào miệng. Uống gì dùng ly để uống. Nếu uống thì phạm tội ba dạ đề. Đó gọi là thanh. Rượu đường phèn gồm có 10 loại là hòa, điềm, thành, động, tạc, tý hoàng tiết điếm thanh hòa đường phèn trộn với nước của mầm cây rồi đem ngâm trong thùng thì dù chỉ một giọt nhỏ như đầu cọng cỏ hay đầu sợi tóc cũng không được thấm vào miệng huống gì dùng ly để uống nếu uống thì phạm ba dạ đề còn chính loại sau như trên đã nói ba dạ đề như trên đã nói ngoài ra còn có các loại miếng mạch nhân sâm mễ phạn sâm mạch phạn sâm mộc mạch sâm xỉu sâm một miếng mạch nhân sâm bột lúc mạch trộn với mầm cây đem ngâm vào trong thùng loại này dù một giọt nhỏ như cọng cỏ hay đậu sợi tóc cũng không được thấm vào miệng huống gì dùng ly để uống nếu uống thì phạm tội ba dạ đề hai mễ phạn sâm gạo trộn với nước mầm cây đem ngâm vào trong thùng nếu uống loại này thì phạm tội ba dạ đề. 3. Mạch phạn sâm Dùng gai lúa mạch trộn với nước mầm cây ngâm vào trong hũ mà uống thì phạm tội ba dạ đề. 4. Mọc mạch sâm Dùng cây lúa mạch trộn với nước mầm cây đem ngâm vào trong hũ rồi uống thì phạm tội ba dạ đề. 5. Xỉu sâm Gạo lúa mạch đem rang rồi ngâm vào trong hũ cho lên men thì dù một giọt nhỏ như đầu ngọn cỏ hay đầu sợi tóc cũng không được thấm vào miệng huống gì dùng ly để uống nếu uống thì phạm tội ba dạ đề sau bữa ăn uống nước xỉu sâm thì không có tội nếu ăn men rượu thì phạm tội việc tỳ ni nếu dùng men rượu trộn với cơm mà ăn thì phạm tội ba dạ đề nếu ăn đường phèn rồi uống nước thì không có tội nếu ăn bả rượu thì phạm tội việc tỳ ni nếu hợp ba loại trên mà uống thì phạm tội ba dạ đề. Nếu uống rượu ngũ cốc, rượu đường phèn thì phạm tội ba dạ đề. Nếu uống rượu nho thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu uống nước tu lâu, nan đề hay ăn xác của nó đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu ăn quả khư la, ca tỷ đa, tỷ la bà, câu đà la thì phạm tội việc tỳ ni. Vì chúng làm cho người ăn bị say trừ 14 loại nước trái cây ép như nước ép trái am bà la cho đến nước ép trái da bà được phép lọc cho trong rồi uống. Nhưng nếu chúng biến thành màu rượu, vị rượu, mùi rượu thì tất cả đều không được phép uống. Vì uống nước trái cây lên men làm cho người uống bị say, do đó không được phép uống. Ngoại trừ uống rượu mía đắng, rượu nho đắng và nước ép trái cây. Thế nên nói như trên. 76. Giới khinh thường người khác Khi Phật an trú tại nước câu diệm di, nói rộng như trên, bấy giờ Tăng đang hòa hợp định làm yết ma thì xỉn đà không đến. Tăng bèn sai sứ giả tới gọi tỳ kheo xỉn đà rằng Tăng đang hòa hợp định làm yết ma, trưởng lão hãy đến. Nhưng xỉn đà không chịu đến. Các tỳ kheo liền bàn nhau. Xỉn đà rất ương bướng Nếu gọi đến chắc là ông không đến Trái lại nếu bảo đừng đến Có khi ông lại đến Bàn xong bèn sai sứ giả đến bảo Trưởng lão đừng đến Thế là xỉn đà nói Thôi thôi đi Tất cả các thầy đều đến Vì sao bảo tôi đừng đến Nói xong xỉn đà liền đến Khi vào giữa chúng tăng Các tỳ kheo bảo xỉn đà ngồi Nhưng thầy không ngồi các tỳ kheo lại nói trưởng lão đừng ngồi xỉn đà liền nói các thầy đều ngồi cả vì sao tôi bảo đừng ngồi bèn ngồi xuống các tỳ kheo lại nói trưởng lão thầy nên bàn về vấn đề này xỉn đà nói tôi không nói các tỳ kheo bảo trưởng lão đừng nói xỉn đà nói các thầy đều nói tại sao bảo tôi đừng nói rồi thầy nói mãi không ngừng Làm trở ngại những người khác Các tỳ kheo lại bảo Trưởng lão nên đi ra ngoài một lát Nhưng thầy không chịu đi Các tỳ kheo lại nói Trưởng lão chớ có đi Thì thầy bèn bỏ đi Do thế tăng không hòa hợp Ai nấy đều đứng dậy bỏ đi Khiến tăng không làm yết ma được các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo xỉn đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại các việc trên. Ông có những việc đó thật không? Có thật như vậy, Bạch Thế Tôn. Đó là việc ác. Này xỉn đà, ông không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện ca ngợi hạnh tùy thuận, ăn nói nhỏ nhẹ, chê trách tính ương bướng hay sao? Vì sao ông lại tỏ ra ương bướng tự thị? Đó là việc phi pháp, phi luật, chẳng phải điều ta dạy không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiền pháp được. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại câu diệm di phải tập hợp lại tất cả. Vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo khinh thường người khác thì phạm tội ba giả đề. Giải thích Khinh thường người khác gồm có tám trường hợp bảo đến mà không đến bảo đừng đến lại đến bảo ngồi mà không ngồi bảo đừng ngồi lại ngồi bảo nói mà không nói bảo đừng nói lại nói bảo đi mà không đi bảo đừng đi lại đi ty phạm tội ba dạ đề ba dạ đề như trên đã nói nếu tỳ kheo tăng tập hợp định làm các pháp yết ma như yết ma chiết phục không nói tẩn xuất phát hỷ cử tội, biệt trú thì tất cả đều phải đến. Nếu coi thường người khác không thèm đến thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu tỳ kheo đang vá y, sông bát hoặc vì lý do đầu ốm không đến được nên gửi dục thì không có tội. Nếu bảo đừng đến mà coi thường cứ đến thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu trong tăng có việc cần gặp, xin tăng, tăng cho phép thì đến không có tội. Nếu có người bảo trưởng lão hãy ngồi nhưng khinh thường không ngồi thì phạm ba dạ đề. Nhưng nếu chỗ ngồi có máu mũ xin tăng cho phép rồi không ngồi thì không có tội. Nếu có người bảo trưởng lão chớ ngồi mà khinh thường người ấy cứ ngồi thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu bị già yếu bệnh hoạn đứng lâu mỏi mệt xin phép tăng tăng cho phép rồi ngồi thì không có tội. Nếu có người bảo Trưởng lão hãy nói Mà khinh thường người ấy không nói Thì phạm tội ba giả đề Nhưng nếu vì tài hèn Lời nói vụng về Khiến người nghe không kính phục Giả sử có nói Thì pháp yết ma cũng không thành tựu Tăng cũng không hòa hợp Bèn xin tăng Tăng cho phép Rồi không nói Thì không có tội Nếu có người bảo đừng nói Mà khinh thường người ấy Cứ nói Thì phạm tội ba giả đề nhưng nếu suy nghĩ giả sử ta không nói thì việc yết ma không thành tăng không hòa hợp việc này ta phải nói rồi xin tăng tăng cho phép nói thì không có tội nếu có người bảo đi mà khinh thường người ấy không đi thì phạm tội ba dạ đề nhưng nếu suy nghĩ nếu ta ra đi thì việc yết ma ở đây không thành sự việc không giải quyết được bèn xin tăng được tăng cho phép rồi không đi thì không có tội. Nếu có người bảo đừng đi mà khinh thường người ấy nên cứ đi thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu suy nghĩ, nếu ta không đi thì yết ma không thành, sự việc không giải quyết được, bèn xin phép tăng, được tăng cho phép rồi ra đi thì không có tội. Nếu tăng bảo đến mà không đến, bảo đừng đến lại đến, bảo ngồi mà không ngồi bảo đừng ngồi lại ngồi bảo nói mà không nói bảo đừng nói lại cứ nói bảo đi mà không đi bảo đừng đi lại cứ đi thì mỗi sự vi phạm phạm một tội ba dạ đề nếu trong nhóm nhiều người hoặc trong phạm vi thầy trò bảo đến mà không đến cho đến bảo đi mà không đi thì mỗi sự vi phạm phạm một tội việc tỳ ni nếu hòa thượng thầy giáo thọ bảo đến mà không đến, cho đến bảo đi mà không đi, thì cứ mỗi sự vi phạm phạm một tội việc tỳ ni. Thế nên nói như trên. 77. Giới nghe lén sự tranh cãi. Khi Phật an trú tại thành xá vệ, nói rộng như trên. Bây giờ các tỳ kheo xung đột nhau, cùng sống chung một chỗ mà bất hòa Lúc ấy, nhóm sáu tỳ kheo đứng ở chỗ quốc lén nghe những người này nói, rồi đem nói với những người kia. Nghe những người kia nói, rồi đem nói với những người này, khiến cho hai bên xích mít nhau, nên cùng sống chung một trú xứ mà bất hòa. Họ cãi nhau là đúng pháp, phi pháp, đúng luật, phi luật, cho đến việc ấy nên làm yết ma, việc ấy không nên làm yết ma. Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên thế tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu tỷ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi về sự việc trên. Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy Bạch Thế Tôn. Đó là việc ác, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiền pháp được. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỷ kheo đang sống tại thành xá vệ phải tập hợp lại tất cả vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại nếu khi các tỳ kheo tranh tụng nhau mà một tỳ kheo đứng im lặng lắng nghe với suy nghĩ họ có nói điều gì thì ta phải ghi nhớ chỉ vì mục đích đó chứ không có gì khác thì phạm tội ba dạ giả đề giải thích tranh tụng như nói việc đó đúng pháp phi pháp đúng luật phi luật cho đến việc đó nên làm yết ma, việc đó không nên làm yết ma. Đứng nghe, hoặc đứng cách bức tường, cách hàng rào, đứng ngoài cửa, cách bức màn, cách tảng đá, cách đám cỏ, vân vân. Lắng nghe với suy nghĩ, họ có nói điều gì thì ta phải ghi nhớ, chỉ vì mục đích mách lẻo chứ không có gì khác, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói khi hai tỳ kheo đang nói chuyện riêng ở trong phòng mà một tỳ kheo khác muốn đi vào thì phải khẩy ngón tay dậm chân có tiếng động nếu người trong phòng bỗng dưng im lặng thì nên trở lui nếu người trong phòng vẫn nói không ngừng thì đi vào không có tội khi một tỳ kheo đang ngồi trong phòng mà có hai tỳ kheo vừa nói chuyện riêng vừa từ ngoài đi vào thì vị tỳ kheo ngồi trong phòng không được im lặng mà phải khẩy móng tay dậm chân cho có tiếng động nếu hai người kia im lặng thì tự mình phải đi ra khỏi phòng nếu tỳ kheo đấu tranh với tỳ kheo khác gây nên thù hận rồi nguyền rủa rằng ta phải giết kẻ ác này đoạn bỏ đi thì vị tỳ kheo nghe được việc ấy phải đến nói với người kia trưởng lão nên cẩn thận đề phòng tôi nghe có những điều bất lợi cho trưởng lão nếu có những tỳ kheo khách đến rồi trú ngụ tại giảng đường, phòng sưởi, phòng ngồi thiền, thế rồi thầy quản chúng, thầy trị sự muốn đến thăm họ, nghe họ bàn bạc với nhau như sau. Trưởng lão, chúng ta hãy lấy trộm đồ trong kho nọ, vật trong tháp kia, thức ăn trong nhà bếp của tăng, y bát của tỳ kheo đó, thì phải im lặng trở về lại Giữa chúng tăng, thông báo cho mọi người biết rằng: Này các đại đức, đồ trong kho nọ vật nơi tháp kia, thức ăn trong nhà bếp đó, y bác của tỳ kheo ấy cần phải phòng bị vì tôi nghe có kẻ muốn lấy cắp. Nếu tỳ kheo có nhiều đệ tử thì buổi tối nên đi thăm dò các phòng xem họ có sinh hoạt đúng pháp không. Nếu nghe họ bàn luận về các câu chuyện như chuyện thế tục, chuyện của vua chúa, chuyện trộm cướp, vân vân thì không nên vào phòng ngay lúc ấy quở trách họ mà phải đợi khi họ đến phòng mình rồi mới dạy bảo như sau. Các ông vì lòng tin xuất gia, ăn đồ do thí chủ cúng dường, phải ngồi thiền, tụng kinh. Vì sao lại bàn luận những chuyện thế tục, phi pháp như vậy? Đó chẳng phải là những việc tốt lành thích hợp với người xuất gia. Nếu nghe họ bàn luận kinh điển, đối đáp nghĩa lý, thì không nên vào phòng khen ngợi ngay lúc ấy, mà phải đợi họ đến phòng mình rồi mới khen ngợi rằng các ông có thể luận bàn kinh điển giảng giải phật pháp như đức thế tôn dạy khi tỳ kheo hội họp thì nên làm hai việc một là im lặng như hiền thánh hai là giảng luận phật pháp khi các tỳ kheo đi vào xóm làng vừa đi vừa nói chuyện thì vị tỳ kheo đi sau đến nơi không được im lặng mà phải đằng hắn dậm chân cho có tiếng nếu những người đi trước cứ tiếp tục nói thì mình đi tới không có tội. Khi vị tỳ kheo đang đi trước mà có các tỳ kheo đi sau, vừa đi vừa nói chuyện đến nơi, thì tỳ kheo đi trước không được im lặng mà phải đằng hắn, dậm chân cho có tiếng động, để những người đi sau biết. Khi tỳ kheo đi nhiễu tháp hoặc sau bữa ăn đi vào trong rừng ngồi thiền thì cũng làm như vậy. Thế nên nói, như trên,